Hãy đồng hành xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình Khẩu vị ngôi sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy đến với một chặng hành trình ngày hôm nay với chúng tôi. Ngoài những món ăn ngon sẽ là những câu chuyện chia sẻ rất là thú vị. Bên cạnh đó là sự xuất hiện của một cô nàng ca sĩ rất đáng yêu, dễ thương. Trời ơi, cô đẹp mà cô hát hay lắm quý vị ạ. Và gần đây đã có rất nhiều ca khúc hit được cô ấy giới thiệu với quý vị khán giả. Đó chính là ca sĩ Liz Kim Cương. Trời ơi, thiên thần. Xin chào đón thiên thần giáng trận. Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Mình là Liz Kim Cương. Đó. Em chào anh. Trời ơi, quý vị thấy không? Hai anh em đứng kế bên nhau, một bên như viên kim cương, còn bên như cục than đen vậy đó. Không sao hết, cục than có tác dụng là để nung nấu lên, tăng cái nhiệt độ cho căn phòng này lên để cho món ăn nó ngon hơn. Em tưởng là anh bảo là nung lên là nung đốt kim cương luôn. Không bao giờ, kim cương là không có cắt được luôn mà. Diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Chào Thắng. Chào em. Một trong những cô đào thương, dễ thương, đáng yêu, gương mặt xuất sắc, đài từ chuẩn chỉnh. Bên cạnh đó là tài năng rất trẻ của cô ấy sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Đó chính là diễn viên Hoàng Vân Anh. Xin mời. Chào Vân Anh. Dạ em chào anh. Bắt tay cái nè, bắt tay cái nè. Bữa nay chương trình mời đến đây một anh chàng MC VJ rất là nổi tiếng, rất là quen thuộc đối với những bạn trẻ. Mà không biết là bữa nay hai MC ngồi nói chuyện ai sẽ nhường ai đây. Xin mời tất cả quý vị cùng nhau chào đón MC VJ Nam Hy. Wow, chào anh Hoàng Lớp ơi. Trời, lâu quá mà em mới gặp á. Ủa làm gì mà phải thi nhau dữ vậy, em nghe hết rồi. Đến gặp anh là vui rồi. Nhưng mà thi gì? Được đó, chưa nói chứ. Không biết ai nhường ai luôn. Biết em tới nên làm lại tường, sơn lại tường màu tím cho nó nữ tính lên, cho nó hợp với công chúa. Em mới sơn lại tường đó. Biết bữa nay là đón anh 3 tháng em phải sơn màu tím. Sao vậy? Mộng mơ á. Tại em thấy anh lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như nhảnh trơn á. Tại vì mình không được cho phép mình già. Màu tím mộng mơ hả? Nhưng mà em không thích màu tím. Ủa em thích màu gì? Em thích màu sen min. Sen. Màu xanh. À xanh min. Dạ. À, giống như màu áo em đang mặc. Đúng rồi. Rất đúng là tươi trẻ ha, mát mẻ nữa. Về gu ăn uống á thì làm sao để có thể giữ được một làn da lúc nào cũng căng tròn láng mịn giống như em vậy? Bí quyết để mà da đẹp thì em nghĩ là trước đến giờ thì em hay ăn hoa quả rất là nhiều. Tức là em ăn có thể ăn là nhiều hơn cả cái lượng cơm mà em ăn vào người nữa. Tức là mỗi lần em ăn hoa quả em có thể ăn cả ký. Hoàng Vân Anh thường xuyên hợp tác và cũng như là được thể hiện tài năng của mình trên các sân khấu như là Hoàng Thái Thanh chẳng hạn nè. Dạ. Rồi những bộ phim truyền hình khác nữa. Dạ. Thì với cái lịch diễn nó cũng khá là áp lực á. Dạ. Thì làm sao để em điều tiết được chế độ ăn dinh dưỡng của mình? Lúc nào nghĩ cái là em ăn. Em ăn bất kể những gì mà có thể làm cho mình vui hơn. À, ăn mà vui hả? Ăn cái gì vui ta? Cái này không biết là khuyết điểm hay là ưu điểm nữa. Ủa? Mà là em rất thích uống nước có ga. À đúng rồi. Nước ngọt có ga. Nói chung là Hoàng Vân Anh là hảo ngọt. Dạ. Nhờ cái ngọt đó mới tích tụ được năng lượng của mình, lúc nào cũng vui tươi hơn. Lâu rồi không gặp Nam Hy nhưng mà quay lại thấy phong độ hơn xưa rất là nhiều. Bây giờ xin mời quý khách. Vị khách đặc biệt nhất ngày hôm nay là Nam Hy ha. Dạ. Là đặt hàng hai món ăn. Ok. Bạn đang mong ước được thưởng thức ngay bây giờ. Yeah. Mỗi tờ giấy là một món. Ok. Giấu bí mật. Xong rồi ha. Rồi. Bây giờ mình úp cái tờ giấy xuống nè. Món ăn đặt hàng xong rồi. Rồi, xin mời quý khách đặt hàng đồ ăn đi ạ. À. Ở đây có hai phiếu. Quý khách cứ chốt đơn hai món ăn mà quý khách cảm thấy là muốn được thưởng thức ngày hôm nay, mà thậm chí là có trai đẹp tới đây nấu cho em ăn nữa, nên cứ đặt hàng thoải mái. Thèm cái gì là cứ ghi vô. Em thì toàn ăn mấy cái món nó đơn giản không ạ? Chứ không có món nào phức tạp cả. Rồi, cảm ơn Liz. Vậy không biết là bữa nay anh muốn thưởng thức món ăn nào đây? Những món ăn mà làm thật là ít tinh bột thì Thắng rất là thích ăn. Vậy thì xin mời anh đặt hàng trước đi, rồi em sẽ mời hai bạn fan hâm mộ tới. Ủa, đây đặt hàng luôn hả? Dạ, đặt hàng đi ạ. Đây. Ok. Đây là hai phiếu đặt hàng. Xin mời quý khách chốt đơn giùm em. Chữ anh viết không được đẹp lắm ha, nhưng mà thôi kệ, chắc là mọi người sẽ nhìn thấy được. Nói ra giờ mới nhớ nha. Hả? Em quen anh cũng mười mấy năm rồi đó, chưa bao giờ thấy được nét chữ của anh á. Cái này phải tiết lộ thôi. Xin mời quý khách hãy đặt hàng đi, hai món ăn ngon mà quý khách ngày hôm nay muốn được thưởng thức. Xong rồi ạ. Và bây giờ xin mời Hoàng Vân Anh cùng với quý vị khán giả, chúng ta chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay, Trung Phương và Thanh An. Đây, ôi trẻ quá. Phương Thanh An ha. Rồi, xin mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình để Hoàng Vân Anh hiểu rõ nè. Xin chào mọi người, em tên là Trung Phương. Công việc hiện tại của em đó là diễn viên và biên kịch. Trời, vậy luôn hả?
Trời, trung ngành, trung ngành. Giỏi quá vậy. Ồ, giỏi vậy, trẻ quá. Đó là Phương ha, mời bạn. Dạ, em chào anh Hoàng, chào dạ. Chị Vân Anh. À, em là Thanh An, hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Văn Lang và hiện tại đang là người dẫn chương trình. Trời ơi, hèn chứ nghe đài từ nghe mượt mà, nghe ngọt ngào, nghe nó thu hút hết. Ngày hôm nay Phương và An đến đây không những là gặp bạn Hoàng Vân Anh mà còn là chứng tỏ mình là một người con trai trẻ và biết nấu ăn nữa. Dạ. Thì con có hay lo lắng không? Lo chứ anh. Lo hả? Tại vì trước giờ có nấu ăn cho ai ăn chưa? Dạ rồi. Ai vậy? Em nấu cho ba mẹ em mọi người vẫn khỏe chứ? Dạ, dạ khỏe anh. Còn em? Em không có thường xuyên nấu ăn lắm vì hiện tại đang là sinh viên cho nên là hay gọi cơm hộp về ăn. Nhưng mà giống chị Vân Anh một điều đó là hay ăn đồ ngọt, nấu được những cái đồ ngọt cho nên là chị Vân Anh cứ yên tâm. Chờ xem, không lấy con chị à. Và bây giờ xin mời anh Ba Thắng cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn gái rất là dễ thương, đó chính là Thúy Vi và Ngọc Thảo. Đây, chào hai bạn, chào hai bạn thắng. Rồi đó, hai bạn dễ thương không? Rồi, mời em thôi. Rồi. Em tên là Thúy Vi, hiện tại em đang là người mẫu và diễn viên ạ. Ồ, hàng gì xinh quá ha. Dạ. Em cảm ơn. Vậy em Ngọc Thảo nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Thảo. Em đang học lớp 12. Có đoán được là anh Thắng là một người có gu ăn uống ra sao không? Em nghĩ anh Thắng không hề dễ ăn. Không hề dễ ăn, anh khó ăn lắm không? Dạ. Khó ăn, khó nuôi. Cả hai. Cả hai luôn. Em đoán coi hồi nhỏ anh nhiêu ký? Em đoán là suy dinh dưỡng. Mẹ nó đúng, là cũng không có suy dinh dưỡng lắm. Nhưng mà được mẹ tường thuật là bị còi xương. À. Sanh ra là 3,2 kg nhưng mà khó hấp thu á. Khó hấp thụ dinh dưỡng. Dạ, dạ. Nên lớn lên thì cái thân thể nó cũng không được cường tráng như người ta. Nên mình phải cố gắng tập luyện thể thao để cho mình giữ gìn sức khỏe của mình. Dạ. Cái việc dễ ăn hay là khó ăn thì sao anh? Dễ ăn khó ăn thì bé nói sai. Có nghĩa là anh ăn cả được một bầu trời. Trời luôn. Tại vì từ nhỏ đến lớn á, là anh rất là dễ ăn. Dạ. Từ nhỏ đến lớn ba mẹ đặt cho. Tại vì là nuôi hoài không thể nào đủ tiền để nuôi. Đó là tên là hũ gạo. Chào đón hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay đến đây trở thành những siêu đầu bếp, đó chính là hai bạn Đình Tài và Đình Tam. Xin mời. Tên hay vậy ta, Đình Tài và Đình Tam. Ồ, Đình Tài, Đình Tam, trời đẹp trai quá. Ngồi xuống chơi em. À, chào bạn. Chào, chào anh ạ. Chào, chào các nhà. Dạ. Rồi, chào hai bạn. Dạ. Trời ơi, đây thần tượng mình đây, Liz Kim Cương đây. Đó, đây hai bạn trẻ bữa nay cũng đẹp quá trời. Coi như bữa nay MC lép dế rồi. Trời ơi, khách mời đẹp, đầu bếp đẹp. Trời ơi, tuổi thân. Thôi giới thiệu đi em. Em giới thiệu trước nè. Em là Đình Tài, năm nay em 24 tuổi. Em hiện đang là một huấn luyện viên cá nhân và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên cá nhân là PT á hả? Dạ đúng rồi. Là thể hình hả? Dạ. Chi bộ đi đẹp quá trời. Đúng như cứng ngắc em ơi. Thần tượng quá. Ngưỡng mộ quá. Mời em. Dạ, em là Đình Tam, 21 tuổi, hiện đang là diễn viên. Xem xem tuổi nhau. Hai anh em phải không? Đẹp trai quá, giống nhau quá. Dạ. Lại còn tên nữa. Lại còn hơi giống giống nhau nữa chứ. Này trùng hợp thôi. Ủa trùng hợp á hả? Dạ. Không ngờ bữa nay anh em mình cũng có vô đội hình hợp với nhau á. Nhưng mà là đối thủ á nghe. Cho hết mình nha. Dạ, ok anh. Nhưng mà không biết tình cảm và sự thần tượng của mình dành cho Liz Kim Cương ra sao nè. Em thì có biết Liz Kim Cương qua những cái bài hit. Em hay kiểu như là đi tắm á, là mỗi lần em sẽ mở những cái bài của Liz Kim Cương hay. Ủa, là mắc chứng gì tắm mới nghe. Không, vì thường là cái kiểu là cái sở thích của em là mỗi lần đi tắm là sẽ mở nhạc nha. Cảm thấy thoải mái đúng không? Cảm thấy thoải mái. Tức là em đem lại cho bạn sự thoải mái nha. Đúng đúng, mát mẻ rồi. Rồi còn em. Em thì biết chị Kim Cương từ năm 2014 rồi. Và wow, biết một số bài hát của chị. Rất là vui hôm nay đến đây gặp chị. Yeah, hay quá, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ xin mời năm thì chẹp quá rồi. Chắc đói rồi em. Gặp gỡ hai siêu đầu bếp ngày hôm nay nha. Ok. Đó chính là Thi Mai và Bích Trâm. Xin mời. Đó, xinh xắn chưa? Chào em. Đó, thêm bạn gái nữa, dễ thương quá. Mời em ngồi. Dạ. Ủa mà kế bên em là Thi Mai hay là Bích Trâm đây? Dạ em tên là Thi Mai ạ. Vậy là bạn này là Bích Trâm. Giới thiệu đôi nét về mình nào. Dạ em tên là Bích Trâm, năm nay em 21 tuổi. À giờ mới nhớ ha. Dạ hiện tại em đang đi học. Học chừng nào cưng? Dạ sân khấu kịch Hồng Vân. Ồ đó, diễn viên. Đó là niềm tự hào của mình. Đúng rồi. Học được bao lâu rồi ha Bích Trâm ha? Dạ em học được 2 năm. 2 năm rồi đó. Dạ. Thấy tự tin hơn chưa? Dạ rồi. Vậy bữa nay phải dặn dĩnh lên nha. Dạ. Nấu mà nhi diễn luôn nha. Dạ. Mà dù nấu dở cũng phải làm như ngon lắm nha. Dạ. Vui vậy thôi, chắc chắn phải nấu ngon mà. Còn nghề của em? Dạ, em tên là Thi Mai. Em hiện đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Wow, diễn viên luôn. Chà, biên tập bữa nay là chọn hai bạn vừa đẹp, đủ về thanh, về sắc mà còn nấu ăn ngon nữa chứ.
Hy vọng là hai bạn Tam và Tài ha, cố gắng nắm bắt và lắng nghe kỹ lời nói của Liz Kim Cương và sự chia sẻ về cái gu ăn uống của cổ, để lát nữa mình nêm chế biến thức ăn theo đúng với sở thích của cô ấy là được. Ok. Tạo điều kiện cho hai bạn, chúng tôi tặng cho hai bạn 5 cái từ khóa bí ẩn tượng trưng bởi 5 con số. Cứ luân phiên như vậy, mỗi con số sẽ là một cái thử thách khác nhau. Bạn nào giành chiến thắng thì được quyền lật ô số, và bên cạnh đó là có được số điểm đầu tiên nha. Ok. Rồi, xin mời ô số 1. Không biết là thử thách là gì ạ? À? À, câu hỏi thì hỏi. Đây, cầm bảng lên em. Cây gì lá có cuốn dài, xòe tròn như thể mặt trời màu xanh? 5, 4, 3, 2, 1. Hết gì? 3, 2, 1, xin mời. Tài nói là cây leo. Còn Tam nói là cây dù. ha, hợp lý. Nghe ha. Nó cũng hợp lý đấy chứ nhỉ anh nhỉ? Nhưng mà cây dù đâu có lá. Ở cái cây này ở ngoài Bắc cũng khá nhiều á, ở Phú Thọ quê anh nhiều lắm. Cây cỏ. Cái lá cỏ xòe tròn cái này như ánh mặt trời á. Ồ tiếc quá, không đáng được. Và ô số 1 sẽ liên quan đến cái gu ăn uống của Liz Kim Cương. Xin mời. Không có lần sau. Thật ra đấy nó là món phở. Ủa kỳ vậy? Ngày trước thì em không có hề ghét phở. Nhưng mà hồi tầm em khoảng cấp 1, cấp 2 ấy, thì em hay bị say xe. Có một lần em phải đi xe từ quê lên thành phố. Thì là em bị say xe quá. Chưa dính tới phở lắm. Sắp nôn đến nơi. Nhưng mà kiểu mình vẫn cố gắng gượng, mình không nôn. Gòng. Đến nơi thì em với cả người thân là dắt nhau đi ăn phở. À. Thì sau khi đi ăn phở xong thì cơn của cái sự say xe lúc đấy nó bắt đầu tới. Và nó trộn với cái sự phở cộng với sự say xe. Wow. Nó ra cái món phở say xe anh. Xin tố phở. Tức là mình cứ cảm giác là mình đã nín nhịn được rồi. Nhưng mà đến cuối cùng là nó vẫn không thoát được. Trời. Và sau đấy là em đã không muốn ăn phở nữa. Nhưng mà rõ ràng là mỗi khi mà chúng ta cảm thấy buồn nôn hay là say xe, nên ăn những món ăn nào dễ tiêu hóa hơn. Trái cây là một trong những cách đó. Em cảm thấy là tất cả các phương pháp nó chỉ là một cái biện pháp như kiểu là nhất thời. Ủa. Nó làm cho mình quên đi thôi. Vậy bây giờ còn say xe không? Bây giờ thì thật ra là cũng đỡ rồi. Đỡ hả? Thử thách ưu tiên. À, chơi game thôi. Đây là trò chơi mà chúng ta sẽ vượt qua hen. Dễ lắm. Dùng cái miệng của mình vượt thử thách bằng cách là cạp một phát một. Bạn nào có cái diện tích chiếm dụng quả táo được nhiều nhất, bạn thắng được điểm. Mà tiếc à, ăn đi con à. Mụ hồ thủy bên kia cũng tạm ướp, cũng sạch sẽ rồi. Con hãy lựa cái cực nam hay cực bắc, hay là ở cái vùng nhiệt đới. Wow. Chú ơi con thua. Chưa đếm luôn. Cắn không được lấy ra, phải nhai hết chứ. Nhai hết luôn. Bỏ một, bỏ hết, bỏ buồn ra. Tháo, tháo, ở đó nhai từ từ. Bỏ một nè. Ủa cái gì vậy? Bỏ hết rồi một nè. Không có được cầm tay. Rồi. Rồi nhìn là biết ai thắng ai thua rồi. Đây. Đo hen. Đo đi. Thì cái này quá trời quá đất luôn á. Quá trời. Giỏi lắm. Như vậy thì một điểm tiếp theo thuộc về Thí Mai. Thuộc Thí Mai 2-0. Thôi mình xoay cái chiến tích này vô trong đi cho nó đẹp. Đó. Bây giờ chúng ta khám phá bí mật bên trong ô số 2 hen. Liên quan gì đến Nam Hy nào? Xin mời. Hay quá, Thái Lan. Ủa tại sao Thái Lan nó lại gắn bó với cái khẩu vị của Nam Hy? Nó có nhiều món ăn cay. Ờ hợp lý trời luôn. Trời ơi, thấy chưa? Đồ Thái cay. Cay lắm luôn á. Không chọn Ấn Độ mà chọn Thái Lan. Thì Thái Lan nó gần mình hơn, dễ đi hơn. Đúng, đúng. Đó. Năm đi mấy lần? Năm đi Thái là khoảng 3-4 lần à. Bình thường là Thái đi 3-4 lần ha. Ừ. Nhất là mấy cái lễ Tết rồi xong ra rồi tạt nước rồi ha. Nước. Đó. Vui hết sức. Ngày hôm nay có khi mình được đi du lịch thì sao? Bằng những món ăn ẩm thực. Wow, thế thì có gì bằng? Thử thách đó chính là thử thách đối kháng. Nào, chúng ta bước ra đối kháng với nhau. Trước mặt chúng ta, mỗi bạn là một phần kẹo. Ôi, kẹo xốp này thơm ngon lắm, nhưng mà không phải để ăn, mà là hóa thân vào tấm cám. Để dùng đũa gấp, mình phân loại ra với 4 màu khác nhau của số kẹo này. Ai xếp ra gọn gàng, chính xác, hợp lệ trong thời gian ngắn nhất, người đó thắng cuộc. Vậy thôi. Chờ đợi xem hai bạn có khéo tay hay không nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Đúng rồi, dùng đũa nha, chúng ta dùng tay không nha. Chúng ta có màu xanh nè, màu gì nữa cưng? Màu hồng. Đúng rồi, màu trắng nữa nè, màu gì nữa? Ủa hết rồi mà. Ê, màu vàng. Đó, màu vàng hen. Trời ơi, bên Phương cũng khéo quá nè. Để còn xếp theo hình sushi cho hình cột trụ đứng lên nữa chứ. Còn bên An mà thì nhanh tay hơn, cứ gấp đúng màu là được. Thấy khoan thai quá ha. Giống như là mấy thi sĩ ngày xưa làm thơ gì đó. Trời ơi, còn bạn An nhìn giống mấy cô mấy thím ngoài chợ ghê không? Dạ, nhà thơ à, người ta thắng rồi à.
Chúc mừng An, như vậy là quyền ưu thế đã thuộc về bạn rồi. Nhưng mà trước khi tận dụng ưu thế này, chúng ta khám phá xem là từ khóa cuối cùng là gì nào. Đó là chữ đặc biệt à. Em đã từng để một lon nước ngọt nấu một tô mì gói, em để kế nhau. Sau đó là em mơ màng, sau đó nước sôi rồi thì em không đổ. Em lấy nước ngọt em đổ vô mì luôn. Rồi em hết ăn luôn. Trời đó ơi, cũng là một điều đặc biệt. Wow, hai bạn trai ngày hôm nay là Tài và Tam đã nắm bắt được khẩu vị của cô ấy. Bây giờ sẽ là quyền ưu tiên dành cho Tài nghe. Em đã có được một số điểm cũng kha khá. Nếu bây giờ một trong hai món ăn này, xin mời Lít Kim Cương. Bạn sẽ lựa chọn món ăn nào đây? Một bên là bún chả Hà Nội, một bên là cơm cuộn. Em chọn món nào? Thế em chắc bạn người gốc Bắc nên là sẽ làm món mà thiên về miền Bắc nhiều hơn. Đó là bún chả Hà Nội. Bún chả Hà Nội ha. Dạ, tự tin hơn luôn ha. Dạ. Như vậy cơm cuộn sẽ thuộc về Tam nghe. Mời Lít. Dạ. Đó. Cơm cuộn thì anh nghĩ là nó cũng khá quen thuộc. Nhưng quan trọng là cái sự khéo tay của mình và nêm nếm nữa. Rồi, ưu tiên thứ hai. Tài ơi, em chọn gian bếp nào? Em sẽ dọn cho bên trái này gần Lít nhất. Dạ, chọn. Tại sao cái gì cũng phải gần Lít nhất? Thôi anh ở nhà không gặp thì lên đây sẽ được gặp nên là gần hơn. Ok. Vậy bên trái ha. Dạ. Bên phải sẽ thuộc về vị trí của Tam. Tự tin không Tam? Đã sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Và bây giờ xin mời Lít Kim Cương, chúng ta vào bếp thôi. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Đây là gian bếp của chúng tôi. Một bên là của bạn Tam, một bên sẽ là của bạn Tài. Hai bên với sự lựa chọn của Tài ha. Em chuẩn bị với địa hình của mình. Em biết con này con gì không Cương? Dạ, con thú nhún ạ. Đúng rồi, em chồng hai con lên, sau đó em ngồi lên đó. Em di chuyển bằng thú nhún. Từ giờ em chế biến đồ ăn em không được đi đứng bình thường. Mà em phải cưỡi lên hàng thú nhún này. Như thế nãy ạ? Đúng rồi, em chồng lên. Đúng rồi, di chuyển đi. Đúng rồi, đó, lấy đồ gì đó là phải vậy đấy. Dạ bên đây, em cao quá. Là nhờ cái cà kheo này, cà kheo lon dưới. Ai thiết kế cho cậu bé cái đôi dép mà nhìn trông đáng thương. Anh nghĩ nó hợp với em hơn. Thôi. Em di chuyển sao cẩn thận nha. Hai bạn với cái vị trí lựa chọn gian bếp của mình. Thì Thảo ơi, có con trai gì hấu à? Kẹp vô chân đi em. Em kẹp vô chân hả? Ủa, kẹp vô. Ồ, cái này là khó lắm luôn á. Đó. Nhiệm vụ của Thảo là giữ y chang vậy. Cái bóng y chang vậy đó. Ghê không? Cái này là do biên tập chứ không phải do anh nha. Đừng trách anh. Vô vậy chi? Không có làm rớt à. Rớt lại. Đây, còn em. Bên đây thì căng hơn. Bình thường hai tay nấu ăn đã khó rồi. Còn này hạn chế một tay phải đeo một cái bao tay đấm bốc nữa. Thì đâm ra là cố gắng, hy vọng cái tay còn lại là cái tay thuận của em á, linh hoạt hơn nha. Không anh. Trời ạ. Không thể neo được. Thì lỡ quạo quá thì dùng cái này cho đối phương. Chắc phải vậy quá. Tại gian bếp chúng tôi đang có rất nhiều điều thú vị. Điều đầu tiên thuộc về gian bếp với sự lựa chọn của bạn An ha. Em chọn bên phải mà. Dạ. Yeah. Mát không cưng? Mát, nhớt nữa. Đó là phần nha đam được lót ở phía dưới chân của bạn ấy với đồ ủng đặc biệt này. Rồi bên gian bếp của... Chà, khó à. Khó. Tại vì hai cái ly này em phải giữ thăng bằng nha. Không được làm rớt ly với đôi chân vịt này. Nhưng mà biết sao, bên em á dụng cụ đẹp, to, nó vừa đủ, đúng như cái kích thước bàn tay của em. Bên đây dụng cụ đâu. Trời ơi. Nóng chừng nào mới xong. Trời đó. Ơi, tiêu rồi. Lựa bên bếp phương phải làm chi, giờ khắc nghiệt quá nè. Nhưng mà em nghĩ là anh thương em, họ anh cho mượn. Không. Thân ai nấy lo nha. Dạ. Hai bạn đang được nấu ăn trong một cái trạng thái rất là đặc biệt. Bếp trong thì phải chùm ở bố rồi. Có quen lắm không? Có bị dương mắt gì không? Này rộng mà. Dạ rộng mà. Lo gì. Còn có tí xíu di chuyển cẩn thận. Dạ. Nhẹ nhàng nha. Trời ơi, cô này có khả năng làm hot girl boxing. Cô cầm bao tay vậy thì làm sao mà nấu ăn được. Lúc này thì có muốn sử dụng huy hiệu từng bếp chưa? Dạ, muốn. Anh giúp em. Em chỉ được sử dụng huy hiệu một lần thôi nha. Một bên là bún chả Hà Nội. Dạ. Một bên là cơm cuộn. Thông báo cho em biết là đang thiếu đó. Dạ. Bên bún chả Hà Nội đang thiếu thịt bằm nha. Bún chả mà không có thịt bằm làm sao hay mà là, có cục chả. Hay là mình bỏ thịt bằm đi cũng được anh. Nghĩ sao vậy, phải đúng bài đúng bản chứ. Cơm cuộn. Không có cơm thì làm sao mà cuộn. Nhiệm vụ của Lít Kim Cương là phải trải qua hai thử thách thì mới có thể đem về hai món nguyên liệu chính dành cho hai bạn nghe. Sao tự nhiên em lại phải thi vậy? Thì mình phải đốt cháy calo thì mình mới ăn no. Thể thao thôi, không có gì hết á. Đi qua đây. Đây, thử thách trò chơi đầu tiên rất đơn giản. Em thấy được ba cái lớp. Mỗi cái lớp xe đều có những cái trái bong bóng. Em làm bể bóng là được.
Cái bể bóng đó là được hả anh? Bể bóng là được hả? Vậy nhưng mà không phải là bể bình thường. Hồi nãy chê cái đôi dép cà kheo kia. Đây, anh tặng cho em đôi dép siêu to khổng lồ này. Lại đây, lại đây, chơi chung, chơi chung. Rồi, xin mời em. Anh Hồi ơi, em sử dụng thương hiệu thành bếp, em muốn bỏ hai con này nè. Ok, vậy em bỏ đi. Dạ. Rồi, mời em, đạp đi em. Chỉ có đứa này đạp á. Trời ơi, sao lại to. Trời ơi, em có sợ cái tiếng này không vậy? Em sợ lắm. Anh sợ lắm luôn á. Đây là cái lúc vượt qua nỗi sợ. Càng sợ nữa mình càng phải đấu diện vậy đó. Đúng rồi, cần gì phải sợ, bóng bóng cơ mà. Trời ơi, đi ráng lên. Mình kiếp này hành hạ nó quá em ơi. Ôi trời ơi, trời ơi, cố lên, hay quá em ơi. Trời ơi, tất cả thì nó còn nặng hơn cái chân vịt nữa. Cái gì vậy trời? Ráng, giờ ráng thôi, em ngồi đó cũng được đó. Chân vịt chị vẫn mặt như chị ạ. Té. Ráng lên em, ráng lên. Bao nhiêu tức giận. Đúng rồi. Hay quá. Rồi. Xuất sắc. Trời ơi, như kiểu là em vừa mới có một bài tập chân ừ. Khởi động cho nó khỏe mà. Như vậy thì cái thử thách đầu tiên đã vượt qua rồi. Em muốn tặng cái thịt bằm cho bạn Tài hay là cơm cho bạn Tam? Cơm. Rồi, đem cơm gì cho bạn Tam nào. Rồi, cảm ơn Liz Kim Cương. Rồi, cảm ơn. Hay quá, vậy là có cơm cuộn chắc rồi. Mừng quá. Đây là trò chơi để chúng tôi tìm xem là bạn Nam Hy có may mắn tìm ra được 5 trái trứng chín hay không. Trứng chín hả? Trong số rất là nhiều cho trứng ở đây. Và chúng tôi sẽ không vi phạm đồ ăn. Trái nào chín đập xong cho mấy anh quay phim ăn. Cái này còn sống thì mình để lại, lát nữa mình chiên trứng ăn với cơm. Ok. Không được vi phạm đồ ăn nha. Được hửi, được không sợ được. Làm một phát một. Hả? Bây giờ phải đập, không phải là đập ở những bàn ghế hay là vật dụng nào, mà đập bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể của Nam Hy. Đàn mà cứng cứng mới đập được đúng không? Cùi chỏ. Ừ, đây đang nha. Hên xui ha. Hên xui đi. Nhìn là biết tay chín rồi nè. Một cái nha. Ôi. Rồi bỏ đứng đây, đứng đây. Sorry, một quả đúng không? À hư. Ôi, đập đi, xui, đập mạnh lên. Xui thế. Rồi, ây da, lại sống rồi. Vậy là không phải màu sắc quyết định nha Nam. Trời ơi, nữa hả Nam? Trời ơi, Nam. Số Nam xui quá. Em xui nha Nam. Xui quá. 3 rồi đó. Ừ, ráng lên. Bảo đảm này sống hết. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không tin những gì em đang tâm lừa dối. Sự thật nào cũng quá xót xa, dẫu ta nên đau chấp nhận. Để tự mình chìm đắm với những khát khao đã xa tầm tay. Không, sống hết. Hơn chục trái thì có 5 trái, đây là 9 đó. Bạn tìm được 3 trái là bạn thắng. Tìm được 3 trái chín thôi, sống hết. Rồi, đây nè, được một quả chín, để đây luôn. Rồi, 5 quả rồi. Đâu, 3 trái chín thì mới thắng. À. Đập đi. Chín chắc luôn. Đập tả đi. Ôi. Lừa hả, cái này con. Bảo đảm có chín, tại vì bạn xui thôi. 2 trái chín. Đâu, mình phải bổ đôi ra cho khán giả thường thấy chứ. Đó, chính xác. Một quả chín nữa là thắng. Một quả chín nữa là thắng. Chín nè. Xin giỏi. Tôi đắp mặt luôn được không? Được. Lát nữa mình đi rửa tay sau. Bây giờ đứng đây chờ khoảng xíu nghe. À đây rồi. Trời ơi, cháu đủ nhìn cưng hết sức. Đây, gỏi đu đủ Thái. Không thể thiếu đu đủ được. Chúc mừng Thi Mai. Cho em phát biểu đi. Phát biểu nãy đi em. Thấy anh chị vui quá. Em vui còn huy hiệu mà em chưa xài. Sao em? Quên chị huy hiệu luôn á. Anh vàng rapper á. Ừ. Đó giờ em thấy anh dẫn MC không à. Vậy bây giờ em muốn sống lại cái thời hoàng kim của anh rap cho em bài nghe. Rap bài. Không, rap bài em thấy này được. Mà trên cái điệu giọng cổ nha. Trời đất, trước giờ chưa ai làm vụ này luôn á. Vậy mới là thử thách. Ok. Trời ơi. Với sức khỏe như chương trình thuận tiện. Nên giữa đông xưa, nên chưa tiện chương trình bắt thu hà. Mà lên trên đôi thật đông mạch sẽ rực rỡ.
làm sao quên tiếng người, tiếng người mong chờ. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiên, nên võ đông sơ đành chia tay vĩnh viễn. Bạch thu. Thôi rồi, được. Anh ơi, để tụi em nấu ăn anh ơi. Xuất sắc anh ơi. Được chưa? Hài lòng chưa? Cảm ơn anh. Nấu cho ăn ngon nha. Đây, hai mình nghỉ ngơi xíu cưng. Anh có định hát nữa không chứ? Rồi, đừng hát nữa nha. Giật quá. Ra đây em không nghe nổi nữa đâu. Đây rồi, hai siêu phẩm ngày hôm nay. Ôi, màu sắc rất là bắt mắt nghe. Một bên là nấm kho tiêu, một bên là canh chua dân dã. Ôi, thơm quá, hít hà. Đẹp giống. Giống không? Giống. Y chang mình đi du lịch Hàn luôn. Đúng rồi. Bây giờ tha khoa đi khắp nè. Tham. Thai mau ăn nè, ăn món nào trước nè. Cái này à. Rồi đu Thái Lan trước nè, hay là canh chua tôm. Cái này nhìn sơ quá nè, nhìn sơ quá nè. Không biết ăn, nhìn nó kỳ nè. Ui, vậy là sao? Bên đây màu giống, bên đây chắc là không giống. Ừ, không giống nè, màu gì trắng bóc gì nè. Ủa, vậy là cái tôm dung ở bên Thái hình như là cái màu nó đậm lắm. Đúng rồi, nó vàng vàng. Ai biết được đây là món canh uyên ương sao này, có hình trái tim. Trái tim uyên ương, đúng không? Tình yêu giữa Thái Lan và Việt Nam thì sao? Sáng tạo. Chúc mừng anh. Anh đã có được hai món quà, phải nói là vô giá lắm nha. Bây giờ cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Cái mùi rất là thơm, hương thơm. Một bên là cơm cuộn, một bên là bún chả Hà Nội. Kim Cương, em muốn ăn món nào trước? Chắc là em sẽ ăn bún chả trước đi. Với món này của Tài nè, thì Đình Tài muốn chúc cho Kim Cương điều gì nè? Ăn xong thì nhớ đến ai là được rồi. Trời ơi, ăn xong nhớ đến Tài là được rồi. Ồ, hôi thính đó, dính đi. Để ăn đi thử em. Coi có dính được dạ. Bây giờ bạn Vân Anh muốn là ăn món nào trước? Thường thì mình ăn mặn trước, sau đó mình mới ăn canh. Dạ rồi, xin mời Vân Anh. Thơm anh ơi. Thơm không? Ủa, anh không thử hả? Dạ MC không được thử hả? Quà của em, không phải quà của anh, nấu về mà anh. Lát chương trình anh sẽ ăn. Đó, nấm giòn không? Nấm dai, giòn, ngon. Rồi đậm đà. Như vậy là với món nấm kho tiêu này thì không biết là bạn Phương muốn chúc Hoàng Vân Anh điều gì? Em chỉ muốn chúc chị là nhiều sức khỏe. Sau chương trình này sẽ được thưởng thức được nhiều món ngon. Rồi, cảm ơn em. Uống miếng nước đi. Để đảm bảo được cái hương vị của món ăn tiếp theo mình sắp được thưởng thức nè. Canh chua uyên ương. Ý đồ như nào mà em lại xếp hình con tôm thành trái tim vậy ạ? À? Em muốn so sánh điều gì? Thì anh một bên, em một bên. Vậy đó, ứng dụng gì đó. Vậy anh em mình ăn luôn nha. Thôi anh ăn đi. Anh biết sao nó màu trắng như vậy không? Sao vậy? Tại vì nếu mà em mua lẩu Thái hoặc tôm dâm á thì em nêm vô thì em đâu cần nêm gia vị nữa đâu. À, cái này là tự em tự nêm. Sáng tạo ha. Để chứng tỏ là chính công sức của bạn ấy chứ không phải là công thức công nghiệp. Sợ quá, sợ cay quá hả? Ủa sao vậy? Sao giống nước luộc ốc? Giống nước giống như hấp xả vậy? Nước luộc nó hơi lạc nha. Sao giống như hấp xả vậy em? Kỳ vậy? Chanh lắm tò mò quá à. Thiệt á. Giống như hấp Thái. Tôi đang tò mò lắm, xin phép chăm nha. Chanh mà khi nước còn ấm á, mà em bỏ vào thì nó sẽ có cái vị như vậy. Giống như hấp Thái. Nhớ quê quá à. Cậu dưới quê hay lật ra muống ra luộc xong cái còn nước canh á. Đúng canh rồi. Xong dắt chanh vô á. Tôm ngon quá. Tôm ngon. Tôm xuất sắc. Ngon, tôm tươi à. Tôm tươi à. Chín à, chín vừa đủ luôn á. Đúng rồi. Ngon á. Ngon, 9.5. Ngon. Nhưng mà nó lại mang màu sắc Việt Nam rồi. Chính xác. Gọi rất ngon em, nó y hệt luôn á. Xin phép nha. Dạ. Hay quá em ơi. Trời, bữa nay là ưu tiên ưu ái ăn thử nè. Ăn thử không? Ngon. Anh ăn đi. Ôi trời ơi, cay dữ vậy em. Mà ngon à? Không, mà phải ăn vậy mới đúng mùi Thái. Cái gỏi này nhưng đó. Nhưng mà ngon đâu anh? Ngon. Cái món mà em chọn nó ngon hơn thiệt. Ngon hơn một xíu thôi. Là món... nấm.
Nấm. Nấm. Nấm hồ tiêu, tại sao nó em nhỉnh một tí à? Nấm hồ tiêu. Bởi vì đậm đà vừa phải. Đúng đúng. Thơm. Như vậy là chúc mừng cho món nấm kho tiêu và phần giành chiến thắng đã thuộc về bạn Phương. Xin chúc mừng bạn. Trên tay của Hà Đa Bơ đó chính là phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho món bún chả Hà Nội ngày hôm nay. Chúc mừng người chiến thắng Đinh Tai. Nào smile. Chúc mừng bà. À, thích nha, được nấu ăn ngon và còn được phần quà đem về nữa. Yeah. Bên cạnh đó, người về nhì ngày hôm nay đó chính là Đình Tam cũng rất là xuất sắc. Một món quà tinh thần, một cái ôm, một cái bắt tay nào đó của Lý Sinh Vương. Ôm bắt tay luôn ôm nè. Dạ, đó trời ơi, thích quá. À, ngày hôm nay thì Nam Hy đến đây rất là vui khi được tham gia chương trình và được gặp gỡ với Thi Mai và Bích Trâm. Thật sự là hai bé rất là đáng yêu, rất là dễ thương, rất là ấn tượng và rất là nhiều kỷ niệm. Và kính thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao vào khung giờ rất quen thuộc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Và bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.